Thank you very much, Professor Cao, for your presentation. We hope to see you again in the next conference. Okay, no problem. Cảm ơn. Tiếp theo chương trình, chúng tôi xin mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Văn Khiên, đại diện cho nhóm nghiên cứu ở Bệnh viện 108 có bài báo cáo tổng quan về xuất huyết tiêu hóa do tăng áp lực tĩnh mạch cửa, từ nội soi điều trị đến can thiệp mạch và ghép gan. Xin mời Tiến sĩ Phó Giáo sư Vũ Văn Khiên. Vâng, xin cảm ơn chị Thúy Vinh. Lâu lắm rồi với cả bệnh chị Thúy Vinh trông vẫn tươi và trẻ. Vừa rồi thì chúng ta đã nghe được cái bài báo rất là hay của đối với giáo sư Cao ở bên Singapore, ở bên Đài Loan. Hôm nay thì tôi muốn chia sẻ với tất cả các quý đồng nghiệp những cái việc thực mà đang làm. Cái bài điều trị của tôi đây mang tiêu đề là điều trị chảy máu tiêu hóa do tăng áp lực tĩnh mạch cửa, từ nội soi điều trị đến can thiệp mạch và ghép gan. Nội soi điều trị thì các chị đều biết cả rồi, và can thiệp mạch ở đây thì chúng tôi nói cụ thể hơn, đó là về kỹ thuật TIP hay còn gọi là kỹ thuật phân lưu cửa chủ trong gan. Và một cái tiến bộ mới nữa đó là về vấn đề về ghép gan cho những cái bệnh nhân này. Như chúng ta đã đều biết ý, thì cái chảy máu tiêu hóa trên thì được chia làm hai loại, tức là chảy máu tiêu hóa không do tăng áp lực tĩnh mạch cửa chiếm từ 75 đến 85%. Số còn lại thì chúng ta đã biết là chảy máu tiêu hóa do tăng áp lực tĩnh mạch cửa thì nó chiếm được khoảng từ 15 đến 25%. Và cái nguyên nhân chính làm cho tăng áp lực tĩnh mạch cửa thì chúng ta đã biết thì nguyên nhân có ba cái nguyên nhân, gồm có nguyên nhân trước gan, trong gan và sau gan. Thì trong đó cái sơ gan được xếp vào trong cái nhóm và là nhóm ở trong cái trong gan. Và cái chỉ số quan trọng nhất để đánh giá về mức độ tăng áp lực tĩnh mạch cửa thì chúng ta đấy đó gọi là sự chênh áp về tăng áp lực tĩnh mạch cửa. Tiếng Anh nó gọi là hepatic venous pressure gradient, viết tắt là SPVG. Thì chúng ta đã biết ý, bình thường thì cái giá trị này nó nhỏ hơn 5 mm thủy ngân. Tuy nhiên trong một cái sơ đồ này thì cũng như mà khi giảng bài cho đối với tất cả sinh viên thì thường hỏi là khi nào cái chênh áp nó sẽ xuất hiện là tăng áp lực tĩnh cửa. Thì khi mà cái chênh áp tăng áp cửa lớn hơn 6 mm thủy ngân thì được gọi là tăng áp tĩnh cửa. Và nếu trên 10 mm thủy ngân như trên hình đây thì chúng ta đã thấy nó sẽ hình thành các tĩnh mạch thực quản. Và khi trên 12 mm thủy ngân thì sẽ xuất hiện tình trạng là chảy máu tiêu hóa do vỡ tĩnh mạch thực quản. Đấy là cái bề mặt sinh lý học là như vậy. Vậy thì khi một bệnh nhân mà chảy máu tiêu hóa do tăng áp tĩnh cửa thì chúng ta sẽ có những biện pháp để điều trị. Về mặt nội khoa thì chúng ta đã biết là chúng ta đã phải đầu tiên là phải kiểm soát được lượng dịch truyền. Đặc biệt là chúng ta phải kiểm soát lượng huyết sắc tố của bệnh nhân. Và chúng ta phải dùng các cái kháng sinh dự phòng. Và bên cạnh nữa thì chúng ta có thể dùng một số các thuốc để giảm áp lực tĩnh mạch cửa. Ví dụ như ở đây trên thị trường chúng ta đã biết dùng cái gliprasin hay còn là terebrasin là một trong những cái thuốc được khuyến cáo sử dụng cho những bệnh nhân chảy máu tiêu hóa do tĩnh mạch thực quản. Thế còn những bệnh nhân mà chảy máu tiêu hóa lần đầu tiên mà do vỡ tĩnh mạch thực quản thì người ta khuyến cáo là kỹ thuật thắt tĩnh mạch thực quản qua nội soi là được áp dụng cho đầu tiên cho những bệnh nhân có chảy máu tiêu hóa. Còn đối với những bệnh nhân mà giãn tĩnh mạch phình vị thì khuyến cáo là phải sử dụng bằng tiêm histoacrin. Và khi chúng ta sử dụng hai cái kỹ thuật này mà bị thất bại nhiều lần rồi thì khuyến cáo chúng ta phải sử dụng kỹ thuật gọi là kỹ thuật can thiệp mạch, đó là kỹ thuật TIP hay còn gọi là kỹ thuật phân lưu cửa chủ trong gan qua đường tĩnh mạch cảnh. Và thế giới người ta cũng khuyến cáo khi chúng ta sử dụng TIP mà không thành công, bệnh nhân chảy máu tái phát nhiều lần thì chúng ta phải chuyển sang gọi là kỹ thuật ghép gan, và đây là một kỹ thuật lý tưởng. Như vậy thì trong vòng ngày hôm nay thì chúng ta sẽ sử dụng ba cái kỹ thuật này. Vậy thì Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã sử dụng ba kỹ thuật này như thế nào? Chúng tôi đã bắt đầu thực hiện kỹ thuật thắt tĩnh mạch thực quản qua nội soi cũng như tiêm histoacrin cho những bệnh nhân giãn vỡ tĩnh mạch thực vị từ năm 2000. Và đến năm 2009 thì Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 là cơ sở đầu tiên đã thực hiện được kỹ thuật dẫn lưu cửa chủ trong gan qua đường tĩnh mạch cảnh, tức là một cái săn nối của tĩnh mạch chủ trên đối với tĩnh mạch cửa như trên hình chúng ta đã nhìn rõ. Và đối với những bệnh nhân thì hiện nay thì Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã được nhận một cái đề án ghép mô vào bộ phận cơ thể từ năm 2016, và chúng tôi đã thực hiện ghép gan cho những bệnh nhân ung thư gan, ghép gan cho những bệnh nhân có kèm theo sơ gan, và ghép gan cho những bệnh nhân sơ gan có chảy máu tiêu hóa do vỡ tĩnh mạch thực quản. Vì vậy trong cái đề tài ngày hôm nay thì chúng tôi xin báo cáo là cái hiệu quả của ba cái kỹ thuật này, đó là kỹ thuật thắt tĩnh mạch thực quản cấp cứu. Như vậy thì cái thông tin sẽ đưa ra để giúp cho các đồng nghiệp, đặc biệt đối với các bác sĩ ở các tuyến nội soi, các tỉnh hy vọng sẽ thực hiện được kỹ thuật này. Kỹ thuật thứ hai là kỹ thuật TIP phân lưu cửa chủ trong gan qua đường tĩnh mạch cảnh, thì đây kỹ thuật cũng đã thực hiện ở một số bệnh viện lớn.
Thứ ba đó là ghép gan cho bệnh nhân sơ gan mà đã có giãn vỡ tĩnh mạch thực quản nhiều lần rồi thì hiệu quả như thế nào? Đó là mục tiêu của bài báo ngày hôm nay. Chúng tôi đã theo dõi trên bệnh trình này một hành trình khá dài và các kết quả nghiên cứu này được thu thập từ những cái luận án tiến sĩ đã được nghiên cứu trong thời gian đầu tiên. Chúng tôi có 3 nhóm. Nhóm thứ nhất là nhóm thắt tĩnh mạch thực quản đã được thực hiện từ năm 2003 đến 2010 là 178 bệnh nhân. Nhóm thứ hai là nhóm dùng kỹ thuật tiếp mà từ chúng tôi thu thập từ năm 2009-2015. Cũng báo cáo với các thầy các cô là kỹ thuật thắt và kỹ thuật tiếp thì hiện nay là chúng tôi vẫn tiếp tục. Riêng đối với kỹ thuật tiếp thì chúng tôi có thể nói là hiện nay đã thắt khoảng kỹ thuật khoảng gần 700 bệnh nhân. Cái báo cáo này thì chúng tôi sẽ lấy từ các luận án của tiến sĩ Nguyễn Trọng Tuyển. Và gần đây nữa chúng tôi đã bắt đầu thực hiện kỹ thuật ghép gan và đến nay thì chúng tôi bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã ghép 130 ca ung thư gan kèm theo xơ gan và trong đó trong cái nghiên cứu này thì chúng tôi có 7 bệnh nhân xơ gan vỡ tĩnh mạch thực quản đã được điều trị qua nội soi nhưng không thành công và đã chuyển sang ghép gan. Về phân loại mức độ xơ gan thì theo mức độ như thế này thì các thầy và các đồng nghiệp đều biết theo mức độ chai A, chai B và chai C. Đấy là những điểm bình thường. Về phân loại giãn tĩnh mạch thực quản thì theo dựa theo cái phân loại của hiệp hội tăng mạch cửa chia làm 3 độ, độ 1, độ 2 và độ 3. Tất nhiên thì những cái bệnh nhân chảy máu tiêu hóa vỡ tĩnh mạch thực quản là thường là ở độ 3. Về phân loại giãn tĩnh mạch phình vị thì chúng tôi dựa theo cái phân loại của Sarin và cộng sự đối như truyền hình đã vẽ. Và kết quả để đánh giá cái đề tài này thì chúng tôi có một số thông số như sau. Đó là chúng tôi phải đánh giá về hiệu quả cầm máu. Thế thì theo quy định của thế giới, nếu chúng ta thực hiện bất kỳ một kỹ thuật thắt hay là tiêm sơ hoặc kỹ thuật tiếp mà trong vòng 72 giờ bệnh nhân không chảy máu tiêu hóa, tái phát trở lại thì đấy được gọi là kỹ thuật cầm máu tốt. Còn nếu không tốt thì sau 72 giờ bệnh nhân chảy máu. Một cái điều quan trọng nữa là sau khi thực hiện bất kỳ 3 kỹ thuật trên thì bắt buộc phải kiểm tra lại cái tình trạng tái phát vú giãn. Thì cái thời điểm chúng tôi kiểm tra là trong vòng 6 tháng. Đối với chảy máu tái phát thì chúng tôi theo dõi trong vòng sau 1 tháng, sau 6 tháng và sau 12 tháng. Các cái biến chứng thì hay gặp chúng tôi thường theo dõi như các biến chứng ví dụ hôn mê gan, các cái biến chứng nhiễm khuẩn và các cái viêm nhiễm của các cơ quan khác. Trước hết thì chúng tôi xin trình bày về kết quả thắt tĩnh mạch thực quản thì chúng tôi đã thực hiện theo cái đề tài đầu tiên trong giai đoạn đầu tiên đó là 178 bệnh nhân từ 2003 đến 2010. Đây là thông số của 178 bệnh nhân thì chúng ta đã thấy theo phân theo các đặc điểm của bệnh nhân cùng có tuổi trung bình, chai PEC và viêm gan B và gan C. Đặc biệt nhất ở trên đây chúng tôi trình bày cái màu vàng thì chúng ta đã thấy ở những cái bệnh nhân mà chai PEC và B cộng C nó chiếm đến 92% trên bệnh nhân này. Bệnh nhân chảy máu tiêu hóa mức độ nặng thì chúng ta đã thấy chiếm tỷ lệ là 48.8%. Và đặc biệt một số đặc biệt bệnh nhân là các bệnh nhân có vừa viêm gan B và vừa nghiện rượu thì cái tỷ lệ này chiếm tỷ lệ là 51%. Như vậy thì chúng ta đã thấy cái bức tranh toàn cảnh có những cái bệnh nhân mà xơ gan đây đều là những cái bệnh nhân rất xứng đáng cần phải được điều trị qua nội soi. Thì kết quả đấy cái bảng 2 thì trình bày chúng ta đã thấy thì về một kỹ thuật là cần phải xem cầm máu thế nào thì chúng ta đã thấy cái tỷ lệ cầm máu là đạt cả 92.6%. Vì như vậy là có 4.7% bệnh nhân là cầm máu kém hay là còn gọi là thất bại. Về triệt tiêu vú giãn là một trong những mục tiêu mà chúng tôi cần được phải theo dõi chia làm 3 mức độ tốt, mức độ khá và mức kém. Thì chúng ta đã thấy mức độ tốt đạt là 63.7%, có 11.7% bệnh nhân là vú giãn là chưa được triệt tiêu. Và những biến chứng sau thắt thì cái này thì có lẽ các chị cũng rất nhiều rồi, chủ yếu là vấn đề đau ngực hoặc là những cái vấn đề có thể sốt nhưng vẫn là nhẹ thôi. Vấn đề về chảy máu tái phát thì trên thông số này chúng ta đã thấy sau 1 tháng là 15%, sau 6 tháng là 9.5%, sau 12 tháng là 12.9% và trên 12 tháng là 17.4%. Đấy là những cái thông số như vậy. Đối chiếu với nghiên cứu quốc tế thì có thể nói hiện nay là kỹ thuật thắt tĩnh mạch thực quản của chúng ta, đặc biệt liên tri hội nội soi thì chúng ta đã thực hiện rất nhiều các cái bệnh viện nước khác rồi. Thì chúng ta đã thấy cái tỷ lệ cầm máu nó dao động từ 86 đến tới 100% và tỷ lệ trung bình thì chúng ta đã thấy. Còn đối với tỷ lệ chảy máu tái phát thì trên đây chúng ta đã thấy vẫn có cái chảy máu tái phát, nó tỷ lệ này dao động từ 17 đến 36%. Như vậy thì một cái kết luận đầu tiên chúng ta đã thấy rằng là mặc dù kỹ thuật tắt là một kỹ thuật rất tốt nên được áp dụng đầu tiên cho những bệnh nhân khi chảy máu tiêu hóa vàng và đạt đến tỷ lệ trên 90%. Tuy nhiên thì chúng ta đã thấy cái việc triệt tiêu của vú giãn khi thắt nó chỉ không hết, nó vẫn còn 12% bệnh nhân vẫn còn vú giãn. Và đặc biệt là cái tỷ lệ chảy máu tái phát nếu chúng ta không thắt trở lại thì sau 12 tháng nó chiếm tỷ lệ 20%. Và chính vì vậy là đến năm 2009, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 phối hợp đặc biệt là khoa can thiệp mạch do tiến sĩ Phó giáo sư tiến sĩ Lê Văn Trường đã thực hiện những kỹ thuật can thiệp mạch qua nội soi hay còn gọi là kỹ thuật tiếp. Vậy thì đây là hình ảnh minh họa về kỹ thuật tiếp. Kỹ thuật tiếp bản chất của nó tức là như vừa rồi tôi đã nói
dùng một cái xăng để nối tĩnh mạch chủ trên qua đường tĩnh mạch cảnh. Như vậy cái đường đi của nó sẽ đi từ tĩnh mạch cảnh đi xuyên qua tĩnh mạch chủ trên và đi qua gan để nối vào tĩnh mạch cửa. Chúng tôi đã thực hiện trên bệnh nhân này là cho những bệnh nhân mà vậy thì chỉ định cho những bệnh nhân tít là như thế nào. Một, thứ nhất, nếu những bệnh nhân mà chảy máu mức độ nặng ở nhiều vị trí mà chúng ta khi vào nội soi chúng ta không thể thực hiện can thiệp được, ví dụ bệnh viện 108 chúng tôi gặp những bệnh nhân mà chảy máu tiêu hóa lần đầu nhưng mà chảy rất nhiều vị trí không can thiệp được thì có thể tiến hành nạp tít, thì đấy được gọi là kỹ thuật tiếp cấp cứu. Nhưng cái ưu tiên hàng đầu và để giúp cho bác sĩ thực hiện kỹ thuật an toàn cũng như đặc biệt là giải thích cho bệnh nhân thì chúng ta nên áp dụng cho những bệnh nhân đã chảy máu tiêu hóa, vỡ tĩnh mạch thực quản hoặc tĩnh mạch phình bị nhiều lần nhưng đã điều trị nội soi mà bị thất bại, thì chúng ta phải sử dụng kỹ thuật tiếp nữa thì nó có thể dành cho cổ chứng kháng trị. Nhưng cũng báo cáo các thầy và đồng nghiệp hiện nay thì chúng tôi chưa thực hiện những kỹ thuật này cho những bệnh nhân mà sơ gan giai đoạn mất bù, mà chủ yếu cho những bệnh nhân chảy máu tiêu hóa mà đã tái phát nhiều lần điều trị nội soi không thất bại. Đây là một số thông tin của bệnh nhân chỉ định nạp tít. Thì chúng ta đã thấy cái bên tay phải chúng ta đã thấy là cái tỷ lệ số lần chảy máu, chúng ta đã thấy cái tỷ lệ trung bình là 5,3 cộng 2,9, có những bệnh nhân nó chảy máu tới 20 lần. Và chúng ta đã thấy số bệnh nhân được nội soi điều trị, tức là kỹ thuật thắt hoặc là tiêm histocrine chiếm 87,7%. Có 8 trên 65 bệnh nhân mà đã được can thiệp ngoại khoa nhưng vẫn chảy máu tái phát, đó là về tiền sử của bệnh nhân. Và trong cái chỉ định như vừa rồi tôi nói, vì chỉ định tiếp thì chúng tôi có 7 trên 65 bệnh nhân, tức là 10,8% là chỉ định cấp cứu là tiếp, tức là khi bệnh nhân chảy máu ồ ạt vào mà không thể can thiệp qua nội soi thì chuyển làm tiếp, là có 7 bệnh nhân. Còn lại là 58 bệnh nhân thì chúng tôi thực hiện theo kỹ thuật và thường quy. Vậy thì kỹ thuật tiếp đã mang đến kết quả điều trị như thế nào? Thì chúng ta đã thấy là tỷ lệ 64 trên 65 là đạt 98,5%. Tuy nhiên báo cáo với các thầy các cô là chúng tôi đây là báo cáo ở thời điểm 2009-2015 là 65 ca, nhưng đến giờ phút này chúng tôi đã thực hiện trên 5 ca. Thì và cái này thì chúng tôi đang làm cái tổng kết để báo cáo trong cái hội nghị trong thời gian tới. Vậy thì chúng ta đã thấy cái kỹ thuật tiếp là một kỹ thuật cầm máu rất là tốt. Tuy nhiên thì cái điểm bất lợi của đối với lại kỹ thuật tiếp thì chúng ta là thế nào? Vẫn có theo như tài liệu nghiên cứu của luận án của tiến sĩ Nguyễn Trọng Tuyển thì chúng ta đã thấy sau một thời gian theo dõi, bởi vì là cái kỹ thuật tiếp nó không phải lúc nào chúng ta cũng chỉ làm được một lần thôi, thì cái tỷ lệ chảy máu tái phát nó vẫn cao, theo thời gian trong vòng 5 năm thì đã đạt 25%. Đặc biệt là hội chứng não gan thì chúng ta đã thấy chiếm tỷ lệ gần 36%, và cái tỷ lệ tử vong là trong thời gian nghiên cứu là 20,3%. Như vậy thì cái hội chứng não gan là một trong những cái hội chứng khó chịu nhất cho đối với những cái thể thuốc khi thực hiện kỹ thuật tiếp này cho những bệnh nhân sơ gan. Nhiều bệnh nhân vào trong bệnh viện của chúng tôi sau 1-2 tháng là thường cái tỷ lệ tái phát rất nhiều lần. Và như vừa rồi chúng ta đã nghe cái bài phiên trước của giáo sư Bùi Hữu Hoàng thì đã trình bày về vai trò của các lactulo cũng như là rifamycin trong vấn đề phòng ngừa cho những bệnh nhân sơ gan có triệu chứng tiền hôn mê gan, thì cái này là một cái thuốc rất có giá trị. Chúng tôi đối chiếu các nghiên cứu quốc tế như thế nào? Thì chúng tôi qua ba cái thông số. Thông số thứ nhất, kỹ thuật tiếp thì cái tỷ lệ chảy máu tái phát ở trên thế giới như thế nào? Cột thứ hai thì chúng ta sẽ xem được các hội chứng não gan, và cột thứ ba chúng ta xem về tỷ lệ tử vong. Thì chúng ta đã thấy cái tỷ lệ, ví dụ như năm 1999, tài liệu số 7 thì chúng ta đã thấy nghiên cứu trên 405 bệnh nhân thì cái tỷ lệ chảy máu tái phát gần bằng 20%. Tỷ lệ hội chứng não gan là 34%, của chúng tôi là 36%, như vậy thì nó rất phù hợp. Tỷ lệ tử vong là 27,3%. Như vậy thì chúng ta đã nói kỹ thuật tiếp mặc dù là một kỹ thuật rất tốt để giúp cho những người bệnh nhân mà đã điều trị thất bại qua nội soi, nhưng tỷ lệ chảy máu tái phát và hội chứng não gan cũng như tỷ lệ tử vong là còn cao. Chính vì vậy, đây chúng tôi đưa một cái nghiên cứu nữa vào năm 2005 của Quang và Cộng sự trên 10 trung tâm ở châu Âu thực hiện trên 1.750 bệnh nhân, thì chúng ta đã thấy cái tỷ lệ cầm máu đạt 91%, tỷ lệ chảy máu tái phát sau 3 tháng, 12 tháng, 60 tháng là 5,6, 16,6 và 20,7. Và hội chứng não gan thì chúng ta đã thấy nó dao động từ 13,5 cho đến tới 34%. Như vậy là những thông số này cũng tương đương như cái kết quả nghiên cứu gần đây của chúng tôi. Cho nên hiện nay thì thế giới, trên hình ảnh này tôi vẽ một cái hình của đối với nước Anh, đó là cây cầu sông Thêm. Phía bên tay trái của tôi chúng ta đã thấy đó là hình ảnh chúng ta khi bệnh nhân chảy máu tiêu hóa thì chúng ta phải sử dụng kỹ thuật tắc tĩnh mạch thực quản. Còn đối với kỹ thuật tiếp chẳng qua là một cây cầu để nối bờ Bắc sang bờ Nam, và bờ Nam của chúng ta là phải thực hiện bằng kỹ thuật ghép gan. Đây là một kỹ thuật chúng tôi sẽ trình bày tiếp. Và bệnh viện Trung ương Quân đội 108 thì chúng tôi sẽ trình bày việc thực sự việc thật. Từ năm 2006 thì chúng tôi đã nhận được một cái đề tài cấp nhà nước, cấp quốc gia là về vấn đề thực hiện đề án ghép mô và bộ phận cơ thể. Thì trong đó có nhiều các đồng chí xem thông tin đã biết rồi.
Thì trong đó chúng tôi đã bắt đầu thực hiện kỹ thuật ghép gan cho những bệnh nhân ung thư biểu mô tế bào gan và bệnh nhân sơ gan. Chúng tôi trong đề tài này thì chúng tôi tổng cộng có đến giờ phút đến tháng 11 năm 2020 thì chúng tôi có 70 bệnh nhân ung thư gan là được ghép gan, trong đó ung thư gan là 31 bệnh nhân, trong đó là ung thư biểu mô tế bào gan là 30 bệnh nhân, ung thư động mạch là 1 bệnh nhân, sơ gan nặng thì chúng tôi có 20 bệnh nhân được ghép gan, suy gan cấp thì sơ gan nặng thì trong đó có 13 bệnh nhân và trong đó có 7 bệnh nhân đã được mà vỡ tim mạch thực quản nhiều lần. Đối với bệnh nhân suy gan cấp thì chúng tôi có 19 bệnh nhân được ghép gan. Như vậy thì trong số 70 bệnh nhân này thì chúng tôi có 7 trên 70 chiếm tỷ lệ 10% cho những cái bệnh nhân mà sơ gan đã vỡ tim mạch thực quản được ghép gan. Ở đây là hình ảnh chúng tôi thu thập tất cả hồ sơ của những cái bệnh nhân mà được ghép gan với cái tuổi đời cháu trẻ nhất là năm sinh năm 2005 và người cao nhất là sinh năm 1962. Thì chúng ta đã thấy cái tỷ lệ trong 7 bệnh nhân này thì có nam là 2 bệnh nhân, nữ là 2 bệnh nhân, tuổi trung bình là 43,4, trong đó thấp nhất là cháu có 16 tuổi là cháu nữ, người cao nhất là 58 tuổi. Chúng ta đã thấy trong những bệnh nhân này thì tỷ lệ nam giới, người nghiện rượu, trong 7 bệnh nhân nam giới thì có 5 trên 7 bệnh nhân là có đều có tiền sử uống rượu nhiều. Về viêm gan thì chúng ta đã thấy có 1 trên 7 bệnh nhân sơ gan và có 1. Và chúng ta đã đặc biệt chúng ta phải chú ý nhất số bệnh nhân chảy máu tiêu hóa trung bình thì chúng ta đã thấy là tỷ lệ là 6,1 và thấp nhất là 3 và có bệnh nhân là 19 lần. Như vậy thì chúng ta đã thấy là những cái bệnh nhân này đã chảy máu rất nhiều lần rồi và những cái chỉ định để ghép gan đã được hội đồng của khoa học cũng như hội đồng y đức là thực hiện. Số lần thắt trung bình trong nghiên cứu trên 7 bệnh nhân này là 3,9, thấp nhất là 2 và cao nhất là 6. Số lần có một bệnh nhân đã được làm tiếp. Vậy thì kết quả như thế nào thì chúng ta đã thấy đây là một hình ảnh của bệnh nhân sau được ghép gan. Đây là một cái cháu sinh năm 2005 vừa rồi tôi đã nói. Bệnh nhân này thì đã chảy máu tất cả là 19 lần và đã đi 3 bệnh viện trung tâm lớn. Đầu tiên đó là bệnh ở Huế, Bệnh viện Trung ương Huế. Bệnh nhân sau đó chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh và cuối cùng là chuyển vào 108. Bệnh nhân này đã được thắt tinh mạch thực quản là 7 lần nhưng mà đã chảy máu tiêu hóa 10 lần. Chúng ta đã thấy hình ảnh là bệnh nhân đã được trước ghép và nguồn thì đây là người bố để cho người con. Chúng ta đã thấy sau ghép 3 tháng bệnh nhân đã có một cái tình trạng rất tốt, da và niêm mạc hồng hào. Tiếp nữa, một cái bệnh nhân nữa, đây là cái trường hợp mà cũng rất là điển hình. Bệnh nhân này thì đã cũng chảy máu tiêu hóa nhiều lần, thắt nhiều lần và chúng tôi đã chuyển sang làm kỹ thuật tiếp. Nhưng sau đó thì bệnh nhân vẫn tái phát và chúng tôi đã chuyển bệnh nhân sang ghép gan. Sau ghép gan 6 tháng thì bệnh nhân này đã, đây là một đồng chí bộ đội, đã tiếp tục đi ra đảo Trường Sa và hiện nay đang tiếp tục công tác ở đảo Trường Sa và vẫn dùng thuốc thải ghép. Thì chúng ta đã thấy như vậy, cái kỹ thuật ghép trong 7 bệnh nhân này, trước hết đầu tiên phải nói là 7 bệnh nhân được ghép gan đều thành công, không có các biến chứng. Và chúng ta đã thấy là sau các cái thời gian kiểm tra thì chúng ta thấy tất nhiên là bệnh nhân không còn có chảy máu tái phát nữa bởi vì đã được ghép mới. Bệnh nhân về không có hiện tượng vàng da, không có phù chân, không có sao mạch và bệnh nhân tăng cân. Về cận lâm sàng thì chức năng gan và huyết học ổn định. Đặc biệt nữa là chúng tôi phải tiến hành chụp lại các cái si tiểu bụng để xem thể tích gan đó có nở ra không, thì bắt đầu là gan hồi phục dần và chức năng gan ổn định dần. Như vậy thì chúng ta đã đưa với cái thời lượng như thế thì báo cáo trên để chúng tôi đưa đến một kết luận. Với những việc làm thực ở bệnh viện 108, chúng ta đã thấy thắt tim mạch thực quản chúng tôi khuyến cáo vẫn là một kỹ thuật đầu tay cho các bác sĩ nội soi, đặc biệt trong cái chuyên ngành của liên triều nội soi tiêu hóa đã được khuyến cáo. Thì chúng ta đã thấy hiệu quả cầm máu đạt 92,6%. Tuy nhiên chúng ta phải khẳng định đây là một kỹ thuật có tỷ lệ chảy máu tái phát chiếm tỷ lệ 17,4%. Kỹ thuật tiếp là một kỹ thuật cứu cánh cho những bệnh nhân mà sơ gan đã có vỡ tim mạch thực quản nhiều lần mà chưa điều trị nội soi. Đặc biệt khi chúng ta chưa thực hiện ghép gan hoặc chưa có nguồn gan thì chúng ta đã thấy kỹ thuật tiếp là cầm máu đạt 98,5%. Tuy nhiên tỷ lệ chảy máu tái phát nó có thể từ 20 đến 25% và hội chứng não gan cũng rất là cao như báo cáo trên thế giới từ 35, từ 15 cho đến tới 36%. Ghép gan với cái kết quả hiện nay trong cái thời gian nghiên cứu thì chúng ta thấy trên 7 bệnh nhân ghép gan chỉ định là đúng và 7 bệnh nhân này không có chảy máu tái phát. Bệnh nhân hồi phục của chức năng gan và hiện tại thì các gan đã trở về bình thường. Như vậy thì chúng ta đã thấy chặng đường 20 năm bệnh viện 108 từ trong giai đoạn đầu tiên từ năm 2000 đến năm 2009 thì đã có những bước tiến theo đúng những guideline hướng dẫn, là một bệnh nhân sơ gan thì cái biện pháp ghép gan vẫn là một cái biện pháp lý tưởng nhất cho những bệnh nhân mà sơ gan có chảy máu tiêu hóa nhiều lần. Một lần nữa thì chúng tôi xin trân trọng cảm ơn các quý thầy cô, các đầu cầu, đặc biệt là các cái khán giả đang theo dõi trên cái bài báo của tôi. Xin báo cáo và phần báo cáo của tôi đến đây là hết. Xin trân trọng cảm ơn. Dạ, chân thành cảm ơn cái bài báo cáo rất là nhiều thông tin của thầy Khiên. Thì chúng ta sẽ có phần trả lời câu hỏi sau cái bài báo cáo kế tiếp.
Thì trân trọng kính mời quý đồng nghiệp đặt câu hỏi trong cái phần mềm chat của cái phần mềm Zoom này.